anh thấy cái sức khỏe của anh mấy ngày hôm nay như thế nào? Thấy cũng bớt mà mình còn hơi yếu. Hơi yếu mà. Thấy như là da của anh hôm nay thấy khô lại không anh? Dạ, khô lại mà còn 2 giờ này nó còn hơi yếu. Hiểu mà, anh đi đứng bình thường không? Đi đứng bình thường mà nó đi hơi mệt rồi. Em nhận số tiền của chị Trinh á, gửi cho anh là 300 đô, gửi qua tiền Việt là 4.850.000. Chào cô chú chị. Hiện tại Minh Tơ đang đứng tại xã Tâm Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thăm lại hoàn cảnh anh Kim Sao, 38 tuổi. Anh mang một chứng bệnh lạ, cũng như toàn thân của anh đã cháy toàn thân, là bị cháy toàn thân. Không biết bệnh gì, gia đình thì đang gặp khó khăn. Thì lúc trước Minh Tơ có đăng kênh để kêu gọi cô chú mạnh thường quân để giúp đỡ cho anh này. Thì có Minh Tơ và Trường Vlog thì cũng qua đây đã quay và đăng lên kênh YouTube để giúp anh ấy. Thì lúc trước kênh của Trường Vlog đã trao anh một số tiền để đi thành phố chữa trị. Ngày hôm nay anh đi chữa trị trên thành phố Hồ Chí Minh đã mười mấy ngày, gần 20 ngày thì anh đã về quê. Thì Minh Tơ nhận được thông tin của anh thì Minh Tơ tập trung từ thành phố Trà Vinh chạy xuống đây để thăm lại anh và tìm hiểu chứng bệnh anh như thế nào, và đi Sài Gòn về có bớt được phần một phần nào hay không. Thì mời cô chú chị bước vào bên trong để thăm anh ấy. Và hôm nay Minh Tơ cũng nhận được số tiền của chị Trinh ở Australia để gửi cho anh để uống thuốc trong thời gian này. Thì mời cô chú chị bước vào trong gặp anh Kim Sao ạ. Nhà anh Kim Sao thì đi vô một con đường rất là xa của chú chị, vô một vùng sâu hẻo lánh, cũng như là bên đây là ruộng không à. Minh Tơ chạy xe rất là xa luôn thì đã tới nhà của anh Kim Sao. Thì anh đang ngồi phía trước để cô chú chị, thì mời cô chú chị bước vào bên trong để gặp anh và tìm hiểu bệnh anh như thế nào. Đây là ngôi nhà của anh Kim Sao. Hôm nay Minh Tơ đi cùng với em Thư thì cũng chở một số gạo rồi quần áo để cho các bé tại khu vực này. Anh Kim Sao đang ngồi giỏng này cô chú chị. Minh Tơ sẽ tiến vào gần để gặp anh Kim Sao để tâm sự cùng với anh. Rồi em chào anh nha. Rồi anh chào anh Sao. Anh đi Sài Gòn về được mấy bữa rồi? Mới về hôm. Mới về hôm à? Dạ. Anh hiện tại anh đi Sài Gòn được bao nhiêu ngày? Được 10 ngày. 10 ngày hả? Rồi bác sĩ chẩn đoán chứng bệnh anh là bệnh gì? Em có giấy mà mình không biết chữ đọc. Anh không biết chữ hả? Dạ. Có miếng giấy đem lại mà mình không biết chữ. Dạ. Vô cái đại nó cách dạ. Rồi từ ngày anh đi bệnh viện là bệnh viện nào anh? Bệnh viện thành phố, bệnh viện Chợ Gãy hay là Gia Liễu hả? Dạ. Bệnh viện Gia Liễu. Nằm ở chảnh mười mấy ngày phải không? Dạ. Anh thấy cái sức khỏe của anh mấy ngày hôm nay như thế nào? Nó thấy cũng bớt mà mình còn hơi yếu. Hơi yếu mà. Mà thấy như là da của anh hôm nay thấy khô lại không anh? Dạ, khô lại mà còn 2 giờ này nó còn hơi yếu. Yếu mà. Anh đi đứng bình thường không? Đi đứng bình thường mà nó đi hơi mềm dòi chứ. Lúc trước thì mình tôi cũng có đăng cái clip của anh Kim Sao thì toàn bộ của anh, thân của anh đó, chung là nó phỏng đầy người hết. Dạ. Từ tay đến chân, đầu, mặt là hết luôn không anh? Dạ. Còn như bây giờ anh thấy cái mặt anh bây giờ thấy rất là khô rồi, bây giờ không còn thẹo nữa, đầu anh cũng khô luôn. Dạ. Rất là khỏe rất nhiều. Còn cái phần da lưng thì anh đang xức thuốc hả? Còn xức thuốc thì bác sĩ cho thuốc về sức. Thuốc sức với thuốc uống với thuốc tắm. Thuốc sức rồi uống rồi tắm đủ thứ hết luôn không? Vậy em sẽ thấy cái hiện tại là tình hình anh thấy phục hồi lại từ từ anh nha. Em thấy được khoảng 40-50% rồi đó. Toàn bộ da của anh là chung là lột da hết của chú chị, lột da hết luôn. Giờ hiện tại thấy nó khô từ từ nó đang rút nước. Nó khô từ từ luôn cô chú chị. Rồi cái phần thuốc này bác sĩ cho anh uống bao nhiêu ngày anh? Một tháng. Cho anh một tháng, rồi hết một tháng này anh sẽ đi chỉnh tái khám lại ha. Dạ. Tổng cộng chi phí anh đi Sài Gòn tốn bao nhiêu tiền anh? Không biết. Không biết hả? Là anh có không cộng được cái tổng số tiền là anh nhập viện sao? Lúc đó mình đi mình có bảo hiểm không? Có. Có bảo hiểm mà.
Bây giờ nói chung là anh không biết là số tiền chi ra bao nhiêu phải không? Bây giờ anh thấy cảm thấy con người anh sao anh? Thấy nó cũng khỏe trong mình. Cũng khỏe à. Nó còn ngứa không? Không, nó không ngứa mà còn yếu 2 giò. Còn yếu 2 giò. Thì lúc trước cái clip của mình tôi đăng lúc trước là thấy anh nói chuyện rất là nhỏ, rất là mệt. Từ ngày anh đi bệnh viện vậy thấy anh nói chuyện rất là khỏe lại, không có như lúc trước nữa. Anh thấy anh phục hồi được từ từ đó. Mà em cũng còn mong. Có một mấy một nước. Thì em nghĩ là chắc anh uống thuốc một thời gian nào nữa sẽ nó khô rồi anh sẽ khỏe lại toàn thân. Tại vì Minh Tơ không có quay gần được cô chú anh chị, tại Minh Tơ chỉ quay từ xa thôi, tại YouTube nó cũng căng lắm thì Minh Tơ đăng lên mà dính cái này mà nó sẽ ảnh hưởng cái kênh của Minh Tơ, Minh Tơ sẽ để từ xa thôi, Minh Tơ không có quay gần được. Minh Tơ chỉ tìm hiểu chứng bệnh của anh như thế nào thôi, rồi sức khỏe anh như thế nào để cho cô chú anh chị cùng xem. Rồi anh khám chỉ ngoài da thôi, mình có khám kiểm tra toàn bộ toàn thân của mình không? Ngoài da không? Dạ. Bây giờ thấy phần tóc của anh thì cũng đầu anh bây giờ thấy nó đang phục hồi trở lại không anh? Dạ. Tóc hiện tại tóc của anh nó đang mọc lại từ từ. Rồi cái da lưng của anh thì đang khô từ từ rồi không có như lúc trước nữa. Lúc trước nó phì ra toàn thân luôn. Dạ. Thuốc một ngày nó sức bao nhiêu lần anh? Một ngày nó sức 2 lần. Một ngày sức 2 lần, uống mấy lần? Một ngày uống, còn bệnh viện. Còn bệnh viện thì một ngày uống 5 lần. Mà nó về nó uống một ngày 2 lần. Rồi cái bác sĩ chẩn đoán là mình là bệnh da gì, bệnh gì? Mình có mình cho em xin cái đây. Tại em không có biết chữ. Anh không biết chữ hả? Dạ. Nếu phiếu tóm tắt thông tin điều trị nhổ bộ á. Cái này nó ghi rất là nhiều của chú chị, cũng như là toàn thân da của anh ấy á, cũng như là như nhiễm trùng da mà nó cháy toàn thân. Mà nó lúc đó có ngứa không anh? Không ngứa chỉ phì ra. Dạ. Thôi à. Cái giấy này nó để rất là nhiều luôn, chúng ta không có đọc hết được. Rồi thì hôm nay em qua đây thăm anh á, thì cũng trao một số tiền của Mạnh Thường Quân để lúc trước em đăng để xin cho anh có tiền thuốc để đi chữa trị. Yeah. Hôm nay em nhận cái tiền của chị Trinh ở Australia gửi cho anh 300 đô nha, để cho anh uống thuốc rồi trị bệnh. Thì em cũng mong anh phục hồi sớm để giúp cho gia đình, để có đi làm để giúp cho gia đình. Hiện tại anh gia đình anh được mấy đứa con? 3 đứa anh. Anh 3 đứa, ba đứa con. Con lớn nhất bao nhiêu tuổi? Lớn nhất 14 tuổi. Lớn nhất 14 tuổi hả? Rồi hiện tại công việc của anh là làm cái gì? Anh nên mần mướn ai, mần này, mần mướn mần gì mần nấy. Em mướn gì mình làm đó, rồi bà. Dạ. Xã. Rồi bà xã anh làm bên gì? Còn bà đi làm công ty. Dạ. Giờ em bệnh em nằm, bây giờ đi làm công ty em nuôi và đứa con với với chồng bệnh nữa. Dạ. Rồi thì hôm nay em nhận số tiền của chị Trinh á, gửi cho anh là 300 đô, đổi qua tiền Việt là 4.850.000 ha, anh sẽ gửi cho anh. Anh gần dưới cho mày. Rồi anh đếm cho em nha. 1, 2, 4, 6, 8, 10 là 1 triệu ha. Rồi bên đây 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Tám trăm. 50.000. Rồi anh đếm qua đủ không? Dạ, đủ. Tiền này của tiền này là của chị Trinh ở Australia, thấy hoàn cảnh của anh đang gặp khó khăn rồi thì cũng gửi tiền để giúp anh để trị bệnh á, thì chỉ gửi cho em. Rồi lúc đó anh đi Sài Gòn trị bệnh rồi em không có liên hệ với anh được, thì hôm nay cũng có bé Thư dẫn anh xuống.
Mình mới tìm đến bằng cảnh quanh để gửi tiền để giúp anh uống thuốc thêm để trị bệnh. Trước hết thì tôi cũng đại diện cho gia đình của bên gì à? Mạnh Thường Quân. Dạ, chị Trinh ở Mỹ, Australia. Bên Mạnh Thường Quân là chị gì? Chị Trinh hả? Chị Trinh. Chị Trinh. Em cũng thành thật, em cũng cảm ơn bên cộng đồng mạng và bên Mạnh Thường Quân á, trong nước và ngoài nước. Em cũng thành thật cảm ơn cho dùm làm như thế nào là để cho bạn nó để cho nó hết hết bệnh. Tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân. Chứ trước thì bên đây thì cũng người bệnh thì nói thì cũng chắc có thể là chưa được như mình đâu. Chứ trước thì em cũng gửi lời chúc anh chị bước vào năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt. Em cũng ở gần đây hả? Ở gần đây. Thì cái tiền của chị gửi về cho em á chị Trinh. Thì hôm nay mình tôi đã xuống gặp anh Kim Sao á. Kim Sao. Dạ, thì một đoạn đường rất là xa mình tôi chạy xuống đây. Thì cũng vô đường này thì cũng mình tôi chắc đi lần thứ hai chắc chưa chơi nhớ được đâu. Rất là có xa rồi. Vô... tôi. Dạ, rất là xa vô chung vùng sâu lần á. Gặp anh như định anh Sao. Em gửi tiền giùm chị rồi ha. Chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Rồi vậy cảm ơn anh. Rồi dạ, cũng cảm ơn anh chị Minh Mạnh Thường Quân và anh Minh Tơ. Cũng bước vào năm mới làm ăn phát tài phát đạt. Anh này có gì sức khỏe rồi có đợt một tháng anh đi Sài Gòn tái khám lại ha. Rồi anh sẽ dùng số tiền này anh đi tái khám tiền xe này kia chi phí ăn uống nha. Thì em sẽ đăng clip tiếp tục. Thì có cô chú nào mà thương giúp anh thì em sẽ đem xung giúp cho anh nghe. Thì còn mong cảm ơn Mạnh Thường Quân. Tất cả Vương, tất cả. Rồi Minh Tơ thì trong nước ngoài nước. Rồi Minh Tơ cũng thông qua clip này thì Minh Tơ cũng kêu gọi tiếp tục cô chú nào muốn trợ duyên giúp cho anh Kim Sao để có nguồn kinh phí để trị bệnh cho nó thật khỏe lại để đi làm với gia đình thì Minh Tơ sẽ cắt cái phần đó lại để cho anh tự đi làm kiếm sống để nuôi gia đình. Thì quan trọng Minh Tơ và trường Vlog đã giúp anh một con đường, nói chung là giúp cho anh được một con đường rồi. Ha, bây giờ tiếp tục anh phải sống cho tốt để đi làm chứ nuôi gia đình nữa anh sao? Cho khỏe gì cho mau khỏe. Rồi mình tôi xin kết thúc video tại đây của chú anh chị. Cảm ơn anh nha. Thì hôm nay mình tôi đi cùng với em Thư thì cũng đem một số đồ của cô chú gửi về đây, như đồ hàng qua sử dụng đó cô chú vậy, thì cho những các bé gặp những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực này á. Rồi lửa bé bộ ai con lửa bé bộ ai được đóng chưa xếp. Ôi một mình là ôm hết luôn hả? Quá trời luôn. Rồi ai là con của anh Sao đâu? Con thứ mấy? Con thứ ba. Đầy út. Đầy út à? Ôi ôi ăn dính tùm lum luôn kìa. Rồi chị là sao? Em thiếm mà. Rồi bữa hôm ai đưa anh Sao đi Sài Gòn? Chị đó. Chị đó à, dạ. Còn một người được mấy bộ con bận vừa không? Thử chưa? Nhỏ con rồi nó. Ôi ôi, gom hết luôn rồi một mình. Để được sau đi, chú có đi xuống đây nữa, chú sẽ gom một số đồ của con, chú bận rất là mới luôn. Chú sẽ đem xuống trong đây cho con bận ở nhà cũng được, ha. Lần này chú đi bất ngờ, chú không biết. Hôm nay chú đi với, đi cho tiện cho ba con mà. Cho ba con có tiền uống thuốc rồi đi tới khám. Rồi, một cái gì? Rồi hỏi gì tôi cũng không biết nói. Hỏi gì phải không? Không rồi, quen rồi, nói, không biết nói. Rồi, đó chị tên gì? Kim Thị Sơ Linh. Chị Sơ Linh là chị Sao quý anh Kim Sao? Chị Kim Sao, tôi thứ tư. Chị tư sao thứ mấy? Thứ sáu. Hôm trước thì anh Sao bệnh đó, chị có đưa đi anh Sao đi Sài Gòn không? Có chị, có chị đưa biết. Đi ở hết 3 ngày rồi về. Lúc đó chị đi ai? Uống nước nè. Đi rồi bác sĩ không có cho ở người nhà nuôi nhiều á. Không ở đông. Rồi chị về trước. Hả? Rồi chị về trước hả? Về trước. Dạ. Rồi chị đi chả là bác sĩ nói sao chị? Thì bác sĩ khám người không có nghe nói gì hết trơn, bác sĩ cứ lợi khám vậy, người đi lợi khám người đi, người được bữa hai bữa mới hỏi cô y tá nói có biết bệnh gì không. Rồi cô y tá nói bệnh virus gì đó, biết có phải không, để trong giấy không biết có vậy không.
virus chắc cái nhiễm cái vô cái da ảnh à. Nói cô y tá nói bệnh virus. Dạ. Chị ngồi xuống đây chị. Dạ. Tôi ngồi luôn, ngồi luôn em hỏi vài câu nha. Em không có. Không chị. Em giao anh được rồi. Có gì thảo đừng không phá đây, phá là bỏ mấy cả cái gì. Vậy mình tên ngồi chính giữa luôn nghe cô chú chị. Thì hai bên là một bên là bà xã, một bên là chị ha. Dạ. Là chị ở đó trực tiếp luôn không chị? À, là bác sĩ nói là ảnh bệnh gì chị? Bệnh có ở đây mới biết có mình biết hiểu. Virus. Virus gì? Mà nãy chung giấy hồi nãy anh. Em thấy ghi rất là nhiều, em không có đọc hết. Rồi bác sĩ thấy mình đang phục hồi trở lại rồi bác sĩ cho xuất viện hả chị? À. Dạ. Ở nó hết mười mấy ngày hả chị? Ở hết 11 ngày gì? 11 ngày. Dạ. Rồi kinh phí mình đưa đi có đủ không chị? Ờ, cũng dư được chút đỉnh. Dư chút đỉnh phải không? À. Thì em thấy hôm nay anh thấy khỏe trở lại rồi. Dạ. Nhưng mà anh thấy tươi tắn rồi da tóc này kia mọc lại đầy đủ, thấy đều lên từ từ rồi. À. Em còn mong chắc cả một tháng nữa anh sẽ khỏe toàn diện á. À. Chị có vui không chị? Cũng vui. Vui. À. Miễn là hết bệnh là thấy vui rồi đó. À. À, như lúc trước ảnh bệnh rồi gia đình mình không có đăng kêu gọi ra giúp đỡ hả chị lúc đó? Dạ không, cũng không biết nữa, hồi đó chị cũng không rành đâu, biết xài điện thoại Facebook gì đâu. Ờ, tại vì thấy một cái khu vực vùng sâu vùng xa rồi. À. Có nhà nước có can thiệp vô để hỗ trợ một kinh phí để giúp cho anh không? Có một lần. Có một lần giúp anh không? À có. Tại sao lúc đó bệnh mình không có tập trung được vô bệnh viện thẳng luôn, để anh ở nhà thấy càng ngày anh càng nặng lên chị? Có đi bệnh viện trên đây nè, đỡ rồi về rồi đi nữa vậy đó. Bệnh viện Chị Vinh á, bệnh viện tỉnh Chị Vinh mình á. Dạ. Đi lên xuống vậy đó, cũng mấy lần vậy đó, nằm viện á. À, nằm viện còn bác sĩ Chị Vinh mình chữa trị không được. Ờ, nhưng cũng đỡ nhưng mà nó không hết từ trong cái ga nữa vậy đó. Đỡ ra ngoài thôi, như nó lành cái cũ ra cái mới vậy thôi. Và từ ngày anh đi Sài Gòn vậy em thấy sức khỏe anh nó đỡ hơn rất là nhiều không chị? Cũng đỡ. Dạ, như Sài Gòn là như cái thuốc như Sài Gòn nó sẽ khác mình ở tỉnh cô chú gì. À. Anh đi bây giờ cái tóc của anh nó giờ mọc lại, cái đầu anh không có bị lở lét như lúc trước nữa. À. Cái da anh thấy nó phục hồi lại từ từ rồi. Thì kinh phí thì mình đi lúc đó cũng còn như chút đỉnh hả chị? Dạ. À. Thì hôm nay em cũng nhận số tiền của chị Trinh ở Australia. Dạ. Gửi cho anh 300 đô. Thì đổi ra tiền Việt là 4.850.000 em đã gửi cho anh để anh tiếp tục đi khám để điều trị cho nó hết toàn. Dạ. Dạ. Mình còn đi làm để lo cho gia đình đó. Thì anh năm nay nhiêu tuổi? Anh 38 tuổi. 38 thì anh nhỏ hơn bên tên chú anh chị. Thế giờ anh khỏe lại thấy đỡ rồi, em xin chúc mừng cho chị ha. Dạ. Hiện tại chị đi làm bên gì? Bên công ty Mỹ Phong á, tức thân mình nè. Làm Mỹ Phong rồi đi về bữa nay không làm à? Bữa nay xin nghỉ ngày mai mới đem giấy phép vô cho cán bộ. Dạ. Yeah. Cái kinh phí của chị một ngày làm được nhiêu tiền ở đây? Một tháng? Một tháng nhưng khi tăng ca được nhiều thì được nhiều chút, 5 triệu mấy. Có. Chị có 3 người con. Dạ. Rồi có đứa nào đi làm được chưa hay là còn đi học hết chị? Còn hai đứa nhỏ nó đi học, thằng lớn nó cũng chưa biết đi làm đâu nữa. Dạ. Yeah. Thằng lớn mấy cái mười mấy tuổi, 13, 14 tuổi. Ừ. Mình ở đây mình có làm ruộng gãy không? Không, chỉ có nền nhà không? Chỉ có nền nhà như đây hả? Là nền nhà này của ba mẹ cho hay là mua? Của ba mẹ cho. À. Thì khu vực này chắc người dân tộc rất là nhiều hả chị? Ờ, người dân tộc nhiều. Yeah. Thì bác sĩ nói là một tháng nữa là sẽ đi Sài Gòn để khám lại hả chị? Dạ, tới khám lại. Chị biết ít ngày nào chưa chị? Chưa biết nữa, chừng nào mình uống hết thuốc một tháng, đúng một tháng thì trở lên, mà mình chưa có tính biết tới ngay ngày nào. Bây giờ cố gắng đi theo bác sĩ nghe, bác sĩ mình kêu đi ngay ngày nào mình uống thuốc, mình canh ngày đó mình đi để khám cho ảnh hết từng. Chứ để ảnh giờ thấy nó bớt sắp 70% rồi. Anh thấy nó khỏe lại rất là nhiều rồi. Rồi thì thông qua clip này mình ta cũng qua đây thăm anh Kim Sao. Thì cũng nhờ cô chú cũng gửi tiền về để giúp cho anh Kim Sao, thì hôm nay mình tới để hoàn thành trách nhiệm. Thì mình tới cũng xin chúc cô chú anh chị xem video thì có lòng trợ duyên giúp những hoàn cảnh khó khăn thì xin liên hệ mình tới. Thì cái nguồn quỹ của mình tới không có nhiều, thì ai gửi bao nhiêu thì mình tới sẽ đi
thăm các hoàn cảnh đó, mình tôi sẽ trao cho hoàn cảnh đó. Chứ mình tôi không có quỹ để lâu dài để đi nuôi cái kênh để mình tôi đi thăm những hoàn cảnh. Thì kênh mình tôi còn rất là nhỏ, thì có cô chú nào xem được video á, muốn trợ duyên để giúp cái kênh mình tôi phát triển, để giúp nhiều được bà con nghèo khó khăn thì xin liên hệ với kênh. Rồi vì mình cái video mình tôi xin chúc cô chú chị đón năm mới được an lành, rồi đón Tết một mùa xuân ấm áp với bên gia đình. Rồi vì mình tôi xin kính chào. Rồi,